Em xin chào cả nhà. Em chào cả nhà đã đến kênh Bữa Cơm Gia Đình của em. Em mời cả nhà cùng đi nhỏ phai mì để làm bánh phai mì với em nha cả nhà. Mời cả nhà đi với em cho vui nha. Phai mì này nó bự dữ lắm, nó lâu năm dữ lắm nè cả nhà. Mà bụi phai mì này dám có mấy chục ký. Thôi em không nhỏ bụi đó, em nhỏ bụi nhỏ cả nhà. Nó lòi cũ lên luôn nè cả nhà. Bụi phai mì vàng này em mới chặt, phai này nó cũ nè cả nhà. Nhìn mẹ nhổ nguyên cây luôn rồi. Trời đất, quá trời luôn kìa. Mới trồng mấy tháng mà hai củ ăn được rồi. Nhiều đủ rồi cả nhà. Vô. Rồi được nhiều cả nhà, vô cả nhà. Em rửa phai mì ra nọ cả nhà. Ủa sao nhiều quá không đào em? Em đào phai mì cả nhà. Để ăn không chị, mới hôm hổm xin cây này nè, bên đáng á, bên bàn đáng á, trồng mới mấy tháng xong thấy có củ rồi. Mấy tháng nào là đợt mà chị đi bánh chị trồng. Đúng rồi. Chị thấy lúc mình lại cái clip đó không? Bây giờ có củ rồi đó. Con bỏ cây không mình nói mình xin nước cây ngoài mình trồng lại. Đúng, có. Mình chặt ngoái kia mình chưa có trồng lại. Hôm đó anh Tú anh không biết á, còn thấp thấp thì nó xịt thuốc chết hết trơn của mình. Ủa? Cái củ đó là phai mì trắng đó chị. Cái đó có cây cây cái gì ta? Có cây, bỏ cây nè. Cây bỏ đi chị xưa. Thôi bỏ một khúc thôi, cũng còn khúc ăn được nè. Dạ nó còn khúc được một chút á. Chị lột thì hồi đó mình tề lại. Cái này hai loại phai mì cái nhà. Phai mì này phai mì vàng. Phai mì trắng. Bây giờ mình lột tiếp chị xưa mình cái nhà. Chị xưa mình không có lộ diện mặt nên mình không có quay mặt nha cả nhà. Chị xưa còn ngại, chị xưa không chịu lên liếc. Nãy mình đào bụi hai bụi phai mì đó vô lột ra rồi sao thấy ít quá cả nhà. Hai xưa ra mình đi đào thêm. Vô nha. Sau này cái củ phai mì nè cả nhà. Muốn bằng cái mình quá. Ủa, heo con. Heo con. Lên không chị? Lên nè. Qua đây nha. Quá trời luôn. Thôi cho mày chặt cái nhánh. Quá trời. Có cái len không chị? Lên gần cho cả nhà con nha chứ à. Còn đây cũ nữa cả nhà. Cái bộ phai mì này lâu năm dữ lắm luôn rồi. Hết biết luôn. Rồi để mình sắn nó lên nè cả nhà. Cả nhà ơi, lên được cái củ khoai nè cả nhà. Rồi một lỗ đó cho con sao quấy luôn. Ôi trời. Ăn hết cái lỗ cả xóm luôn. Ôi củ khoai này cũng dễ lấy nha. Củ khoai này có nhiêu ký ta? Cân nữa.
7-8 kg ạ. À, đi vô chị Xuân. Nhìn cái nhà coi củ khoai mì má em trồng là cái nhà hơn năm rồi, là củ khoai mì này cỡ 7 kg thấy chị? Ừ, cỡ 7 kg. 7 kg. Quá trời bự luôn. Hai xu gia mình đạo khoai mì lọt rồi luôn cả nhà. Một thao luôn cả nhà, giờ bắt đầu bạo. Củ nhỏ nhỏ nè, hồi cái mình đủ. Rồi làm món mắm gì đó hả? Má mình đóng cái này nè cả nhà. Bén lắm luôn đó, bắt đầu mình bào cả nhà. Mình để cái thao dưới. Mình sạc sạch rồi đó cả nhà. Cái này cái bằng nhôm nó vàng vàng. Rồi giờ bào cả nhà. Bào xíu chị ơi. Chúng ta em rắc nước cái mì vô nha cả nhà, rắc cho nó bỏ cái nước đắng. Cái này
này mình cũng đâu có làm màu gì đâu. Lấy cái đầu này để chừa cái góc lại. Chút nữa rồi tay mình cũng làm một sẵn một màu, một mà đâu cần màu gì đâu. Ha. Nướng nó ra nhiều quá ha. Em tính đâu lấy cái tô đó không có được đủ. Rồi nó dắt nó cốt để vô. Này còn miếng khoai mì mình luộc cho chị xui mình ăn nha cả nhà. Xui mình thích ăn khoai mì luộc. Để tí muối. Để. Có đường nhuyễn không? Nhớ nhiều to rồi. Nhiều to đã. Nhiều to đã.
đi rồi mà phân hai nào vậy ha. Có gì đó thôi bà xuống nha. Có gì đó thôi bà xuống nha. Đó 200 gram. Chị Giang có nước cốt nữa thêm phải không? Có nước cốt phải không? Gì đó dưới không? Chị có nước mua dừa thêm mà phải không?
luôn, bỏ khác luôn. Ba nó qua bà nội với mấy cái khô á. Em vô nè, em vô mà ăn mày. Cái này hả? Chưa chóng tắt rồi mình. Tôi bấm chưa? Em để bánh vô cả nhà. Tôi bấm rồi. Đó, em để bánh vô mà em quên bấm nút đó cả nhà. Tôi cho miếng dầu vô lá. Nhỏ mà có vỏ à. Giờ xuống chọn. Thầy nó chắc dậy nữa đó rồi. Lên tiếp hoài luôn.
nhà ráng coi ủng hộ mấy chị em cả nhà. Có cái gì lần lần góp ý dùng. Chào, còn thế làm chị xui, tôi sợ chị xui, tôi hết dám vô. Mà chưa đâu. Cái nhỏ này miếng chiếc lá chuối chín là cái này nó còn đục nè. Tròn lên thắng nước cốt đó nha. Mình bắt rửa lên. Đây em cho muỗng bột mì vô, em để miếng nước cốt vô quậy cho tan đó nha. Cho vào đây miếng muối đó nha. Cái này cái bụi dừa đó nha, mình nạo nó văng. Cho đường vô. Hả? Trời ơi chị em chú. Rồi có một đứa em nó chặt dọc quá, cả nhà đường quay ở đây rồi lấy bánh về. Rồi em đổ vô bột với muối với đường vô cả nhà. Cái này giá này để lại em ngửi được cái mùi bánh tét ngay đó nè. Dạ con. Dạ. Cho con một kia ha. Đây mình lấy bánh ra cả nhà. Màu xanh để lên cái lá chuối màu xanh nữa. Nhìn nó tuyệt màu. Ấp lên. Còn lấy chuối nữa. Mình có lấy chuối nó 19 thôi. Giống bánh da lợn. Tuyệt màu lá chuối. Cái đá sẵn tay để màu vàng cho anh chị luôn. Có ghẹ ta về rồi. Hả? Mình nhét quá ha.
tay em sạch rồi. Thì nãy con gì đeo bao tay hả, nó dính. Cái món bánh này là em gái mình làm hay lắm đó nha, mình chưa từng làm bằng não chưa, nó mang em gái xuống làm để mình là thấy mình coi cách làm sao để làm ăn, chứ đó còn má má làm cha không. Tóc cưng mà. Cái đồ đàn bào má con để lại cho má, lại nhiều thứ đó nha, để lại tận dụng nha. Đây là thì còn cái khuôn bánh khọt nữa kìa. Bánh khọt rồi còn khuôn bánh kẹp nữa. Ừ, và bữa hổm tính là nước bánh bông lan. Ừ. Làm bánh bông lan với bánh kẹp với cái gì? Bánh khọt. Như ông gà cũng đòi ăn bánh khọt lâu lắm rồi. Ừ. Có má là bánh tọc hoài, tọc cái xì. Má là chừng tháng mà là má làm. Cái đó dừa luôn hay ra? Dừa sửng luôn ha. Cho này dính vô ăn. Cái nào mình cắt trước mình để góc đây, cái hồi mình để cái màu kia. Cắt trong bánh bò không? Ừ. Cái hồi mình cắt con vào lấy cái bông luôn. Ờ có. Có được. Cứ để. Anh ơi. Mời cả nhà mua bánh ủng hộ em gái em. Bánh phai mì. Má phai mì má chồng nữa đó. Cái lá chuối quấn với cái cọng tàu chuối. Cái này nó làm cho nó đẹp chứ có thấy được khía cạnh gì đâu. Nhưng mà nó không có thấy biết. Tại nó màu, hồi màu trắng. Ơi. em thăm bánh cho mình tới nhà. Chỉ chứ ghé thôi. Được tới nhà. Dập tới nhà. Cái móc của nó chín này. Cái trồng. Tại cái sữa này nó dày. Ờ, cái này dày. Hồng với màu trắng là mình không có thấy được cái độ trồng của cái nó tính. Cái hồi bánh. Hồi nước cho mẹ nè. Mẹ rồi, cuối cùng. Để mẹ màu vàng lên nữa xong cái. Màu vàng hồi đó cũng không khác màu trắng nhiều nha, cũng là ná rồi. Tại vì phải mì vàng mà. Cắt bánh mẹ thứ hai cái này. Đang vào không nhỉ? Cho nó mau đi. Giờ cắt cho nó mau.
bánh chín rồi cả nhà, em lấy bánh ra luôn nha cả nhà. Rồi xong rồi nè chị. Thank you.
Bye bye, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp clip sau, bye bye.